Doctor! Gấu này gấu người yêu tao, không bán được. Sao người yêu? Thế cứ để bán cho cháu người đi. Người yêu tao chứ. Thôi. Để cho cháu đây. Nhưng mà gấu của người yêu tao thì ta tặng người yêu tao, không bán được. Người yêu tặng gấu. Tặng gấu tặng gì? Người yêu tặng đồ chơi. Ai tặng đồ chơi cho người yêu bao giờ? Bây giờ yêu. Thế phán một câu thì bao nhiêu tiền để con tính? Anh nhìn tất là bảo ta không bán được mình nhỉ. Dù bây giờ vậy, để con gái tặng đồ chơi cho con trai chứ. Hay con trai tặng gấu con gái. Đừng có đê. Thế mày có bao tiền? Cháu á. Đây tiền. Tiền của mày đâu? Trời. Sao, rửa ra thế nào? Ui, túi không có một xu đòi mua gấu của tao. Đây này, nhé. Ui. Đó, cháu cho mấy em một túi. Nhìn thì đâu đó nhỉ? À, nó xe đẹp nhỉ? Mà hết rồi. Đổi xe không? Đổi xe lấy gấu. Anh đổi không? Đổi xe ạ. Ừ? Xe này mà lại ta mua cho đấy. Mình đổi cho tao. Được con gấu to, mình con xe phải bé tí. Con gấu to hơn hẳn. Mua cao không? Không. Cái xe của mày mua bao tiền? 36. Tao mua hơn 4 triệu đây. Mày đổi. Đổi. Nào. Cho cháu nhé. Đổi. Đổi lấy xe. Đổi cháu đây. Tăng. Đang tháo đây. Cái đồng cuốc vào nách nó đau nách chết. Cái cuốc của nó rơi bẩn hết à. Đâu có việc gì mà cho đi xe con xe. Đi thôi. Nào ôm lấy. À mặt đươn nó cái mũ đây. Con gì mũ này mũ xịn này mũ. Hôm nay cho ta đi xe máy không có mũ bảo hiểm à. Cháy em mũ tẩu nào. Này. Cái cháu này. Ê. Ê. Cháu có hiểm đây. Thế lúc nào cháu có tiền thì cho cháu mua lại nhé. Ừ. Không được bán cho phụ nó. Không được bán. Không được bán cho. Em mà thôi. Ai? Nhanh thế. Ai? Cái quần nữa. Này thằng kia, ôm cái nệm rơi bẩn hết gấu của tao nhá. Đây là gấu của cháu mà. Thôi, tao đi về đây. Tẩu lao. Cái gì nghe này hả? Đúng rồi, cái thằng con gấu có hơn triệu. Đổi được con xe hơn 3 triệu. Ngon lại thật. Nặng thế. Con gấu to thế này mà tao người yêu.
Nằm ở đấy mà ngủ mãi thì sướng. Ui trời, nó to hơn người mình. Sợ luôn. Đặt cho đấy, đặt luôn cả xe một nghìn. Thank you.
đi cho sạch. Con người tắm cái xe thì lại nó đi mất, nặng thì nó chỉ chết rất lưng. Quay cả người. Phòng người ta rồi. 4 triệu đây. Tao, tao lên lại nhé. Tao không tao nhiều. Nó phải tầm 8, 2 mét à? Nó phải 2 mét. Ôi, đây mình đại gia đi mua hẳn con gấu to này. Cho tao đây. Đại gia. Chân to. Hả? Chân to lắm. Cho tao nhé. Cho tao. Đổi con gà. Không. Cái này bao nhiêu tiền? Sao áo lại rách cả tới này? Áo của nhằm hả? Dạ. Cho tao đi. Không. Cho tao đi nhỉ. Khổ thế nhỉ. Anh con đấy. Ôi giời. Cho mượn ôm một lúc. Gấu gì lại thủng lỗ đít thế này? Lỗ đít chứ. Đây này. Ôi giời. Gấu này cũng đi hả? Mà sao lại có lỗ đít? Nó phải có cái lỗ để đi hả chứ. Ôi rách rồi. Ôi gì cũng đều. Chẳng có cái nó lừa chẳng. À lừa, em mua mua của đó à? Ai nhưng mà nó vẫn đắt, con này vẫn đắt. Đắt gì? Thằng ngu này. Sao? Lừa được thằng ngu. Sao lại lừa được thằng ngu? Mày mua 4 triệu đắt rồi. Không. Con gấu này nó đắt. Nó mua 4 triệu. Úi giời, có cái ẻ. Nó đổi cho em xe rất 1.000. Cái gì? Ngu rật xe em có 3.6 triệu. 3.6 triệu rồi. Con này á? Con mày này đổi xe rác 1.000 á? Hả? Mày ngu này, ngu này. Sao anh phải em? Con này mày biết con này bao tiền không? 4 triệu. Toàn bông, 4 cái ẻ ấy. 4 cái gì mà 4? Bao tiền? Có, con này có mua 1 triệu hơn 1 triệu thôi. Ồ, con này có mua 1 triệu hơn 1 triệu thôi. Sao anh biết? Tao lạ gì, ngày trước tao tặng người yêu tao mua con này. Con này nó to hơn cả người anh nhé. Hả? To thì to ấy, cái toàn bông nó không phải vàng vàng đâu. Con này đang chửi sao nó đẻ cả con ấy. Ờ, thì nó đi tạm. Hai con. Ngu, nó lấy gì mà đi, đi bộ à? Hả? Ừ. Cái này có ăn mài ra ăn được không? Thế nên là đấy, để đây, không phải, đấy, không phải mang về nữa. Hai. Hả? Con này của em đây. Đấy, rách rồi, để đây. Thế này. Hả? Con. Bán lại cho tao. 4 triệu. Có cái ẻ vậy nhá. Chả thế. 4 triệu. 4 cái gì 500 nghìn. Có 500 đấy thì đấy. 4 triệu rồi. 4 cái ẻ khô. Không. 500 nghìn. 4 triệu rồi em đi mua xe bếp mới. Thôi. 500 nghìn nhanh lên. Thằng kia nó ở đâu? Mày đi ra lấy ngay lại cái xe cho tao nhanh lên. Đổi lại cái xe nhanh lên. Điền. Nó lừa rồi. Điền cái gì mà điền? Mình lại 400 nghìn rồi. 400 gì đi. Nhanh lên ôm gấu đi. Tao mới đi tìm nó. Đấm cái mẹ chứ. Anh mà đấm được nó cho con này đây. Cho tao đấm được đi. Con này rẻ, rốt. Đi, nhanh lên. Đổi lại á? Ừ. Tiếp. Tiếp, tiếp cái gì? Nhanh lên. Đi nhanh lên, lấy xe để anh tao lại đi. Anh đi mua lại. Mua lại, bây giờ tìm nó ở đâu? Nó ở làng bên này. Thế đi nhanh lên. Cứ gọi là thằng ngu sắm bên. Tưởng là... kia, đầu lâu. Ra nhanh. À, đặt lâu. Ừ. Nào đi. Đặt 8 lâu. Tìm nó rồi. Ây. Tỏ phết này. Đổi ôi, á. Rạch đít thôi. Tiếc. Tiếc á. Xe em á. Cách vải là. Nhưng mà. Nào treo lên. Nó mà đi xe em. Ngồi lên. Tiếc tôi ra. Hay là mình ngồi lên giỏ này. Ôi em.
sau. Đúng rồi. Mua được không? Hả? Mày ngồi kiểu gì á? Từ từ để ta xem. Tỏ thế. Em ngồi lên giỏ. Ừ, à, ngồi giỏ. Đừng ngã nhé. Ừ. Được đấy. Đừng ngã nhé. Ừ. Đèn, 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 đèn. Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng. Tăng 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 Mũ đâu? Để quên nhà rồi. Sao mày lừa thằng này mẹ lấy con gấu này lấy xe? À? Sao lừa bảo 4 triệu? Đây, đổi lại nhanh. Tao mua 4 triệu thì tao chẳng bảo 4 triệu à? 4 triệu có mà triệu có vừa 4 triệu. Giả xe đây. Đây, bây giờ giả xe này cho tao nhá. Nhanh lên, thích trả gấu cho tao. Gấu mũ bảo hiểm đâu? Đổi mũ bảo hiểm lấy gấu. Không. Thế thế à? Bây giờ mày bán con này bao tiền? Con này á? À? Ừ. Bán mày 3 triệu này. Móc vít, móc vít ra này. 20.000. Mày đi mua 20.000. Có mà mua được chưa đây nửa cái chân gấu của tao. Thôi nằm lét, làm việc ngay. Mày lấy xe đi. Lấy xe về nhà tao lấy tiền đi. Về, lấy mũ bảo hiểm. Về đấy, đi theo tao tao về giả tiền. Về lấy mũ bảo hiểm đây. Dám lừa trẻ con. Con cái gì mà tao giải quyết được hết. Thằng này nó đầu đấm nó giúp cái răng. Ê. Thằng này nó nhát nhỉ. Anh bé tí mà nó không đầm đấm. Nóng lắm, giả mày con to to. Nóng đưa tiền đây. Hả? Đưa tiền đây. Giả xe, à giả gấu. Đây. Gấu. Tao để về đống nhưng mà tao phải vác về à? Lúc nãy thích làm thì làm ngu để chịu. Lúc nãy tao đi có xe về, tao đi con này. Lúc nãy tao cũng không lao vác ấy. Thế thì đưa đây, 5 lét. Nào. Đưa đây. 5 lít. 5 lít nhá. Thêm đi, thêm 6 lít cũng được. 5 lít thôi. 5 lít. Ôi, nhớ sáu lít đây, gấu thì rách lít rồi. Anh nhớ đồng đi. 50.000 lít đấy. Mày phóng 50.000 lít. Phóng xe về nhà tao, tao đưa tiền. Đi. Không. À đâu? Đưa đi, lên ngồi đấy, tao đưa tiền, đi. Trả ơi. Đấy, về tao đưa tiền nào.